nó 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 sẽ là cái chen tiếp theo ở giai đoạn hiện tại ha đó và tất nhiên là những cái chen như thế này thì chắc chắn là phải cần game vui nha ha. phải cần... <laughs> và cái game vui mới gần đây mới nhất nổi nhất đó chính là ai A à, với những đây là cái con mai Gaming thì hiện tại nó đang hỗ trợ AC Mi 4 với lại Step nè cái con láp này á thì cả nhà có thể thấy được rằng là đây là một trong những cái cộng đồng truyền thông xã hội năng động giúp cho các dự án tiền điện tử phát triển Hello, hello, xin chào, xin chào, tôi đây so good, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và tràn đầy tốt lành, tràn đầy hạnh phúc và thật là dư giả trong cuộc sống nha Hôm nay thì Sơn muốn nói đến cái chủ đề game vui, thì liệu đây có phải là tương lai của blockchain năm 2022 này không, hay chỉ là bánh vẽ Thì bây giờ thì cả nhà cùng xem với sơn và phân tích à, đây là một video mang thiên hướng về cái góc nhìn cho cả nhà ha thì đầu tiên cái nội dung mà sơn chia sẻ với cả nhà là có bốn cái à, đầu tiên thì sơn sẽ chia sẻ là cái game gui là gì với lại là thứ hai lợi ích khi mà tham gia game gui cái thứ ba đó chính là kiếm tiền từ việc chơi game có cho người không có vốn hay không và cái thứ tư thì những cái game gui lớn hiện tại ở việt nam mình ha thì như cả nhà cũng biết á, cái game gui này á là nó đã xuất hiện từ những tựa game uh, offline cho đến game online, những tựa game mà uh, truyền thống uh, cho đến qua bên game blockchain này rồi. Thì chúng ta có thể uh, hiểu nôm na thì ngày xưa khi mà chúng ta chơi mấy tựa game như là Võ Lâm Truyền Kỳ hay là những cái tựa game gì như là um, theo thiên hướng gọi là ban Hồn một chút xíu thì uh, nó được lập ban đầu thì nó được lập ra là mục đích chỉ là hỗ trợ để cho tất cả chúng ta tương tác với nhau, talking với nhau và chia sẻ giải trí chơi game với nhau thôi. thì sau này thì những cái nền tảng platform á như là Twitch, uh, YouTube, uh, Facebook với lại Zalo nó ra thì hầu như là nó không có khắc phục được cái điểm yếu. À, nó không có thân thiện với người dùng bằng cái discord à, thì hiện tại thì nơi mà tất cả các kem vui họ hướng đến bây giờ là đang là những cái discord bởi vì khi mà chúng ta à, join vào discord thì sẽ có những cái chuyên gia watching cho ta và chúng ta có thể là à, tương tác với thần tượng chúng ta dễ dàng hơn điển hình à, như là những cái discord của optimus à, Domicy, thầy giáo ba thì được rất là nhiều người tham gia vào và khi mà họ tham gia vào á thì họ nghe được cái giọng thật họ 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 được chia sẻ màn hình họ được quá trình thật thì thì họ họ cảm thấy được rằng là nó gần gũi hơn và nó 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 thân thuộc hơn đó thế nên là cái nội dung ngày hôm nay Sơn sẽ xoay quanh vào cái game vui và cái discord cho cả nhà thì cái này á nó kết nối là không những là những cái tựa những cái người game thủ mà truyền thống vào đâu mà nó kết nối những cái game thủ mà từ blockchain hay là nó kết nối uh, những dự án chung lại với nhau thì đây xác sơn xác định đây là một cái cầu nối đưa người dùng phổ biến uh, tiếp cận đến với crypto. Tại vì khi mà chúng ta đã vào ở trong một cái discord mà có rất là nhiều chuyên gia như vậy á thì những cái vấn đề thắc mắc của chúng ta hay thì chúng ta mà muốn tìm hiểu hay là chúng ta muốn phân tích sâu hơn thì chúng ta có thể là hỏi họ và họ sẽ support nhiệt tình cho chúng ta ha thì cái game vui này nó được cái lợi thế là gì thì sơn sẽ phân tích cho cả nhà ở qua cái trang bên thì game vui này cả nhà có hiểu nôm na là nó có thể mang cả triệu người dùng cho một game chỉ trong một đêm thôi cả nhà hả? điều mà bất cứ game nào kể cả game truyền thống lẫn cả game file lẫn cả metaverse nói chung là tất cả các xã hội xã hội ai cũng cần cả hơn cả nhà và người chơi của vui đã còn được hướng dẫn kỹ càng có kỹ năng cao chơi theo đội nhóm và những điều này tất nhiên sẽ tác động tích cực đến những cái con game mà nhà phát hành họ chia sẻ cho cả nhà ha thì khi mà uh, lợi mình khi mà uh, chúng ta hiểu được cái game vui nó cái 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 uh, nền nó như thế nào rồi á thì chúng ta sẽ vào ở trong cái bảng phân tích này thì sơn cũng đã là vẽ ra cái bảng phân tích cho cả nhà thì đầu tiên á thì cả nhà có thể biết như là cái con case study điển hình kinh điển nhất từ trước đến giờ đó chính là con Liên Minh Huyền Thoại. Và chúng ta thấy là hồi xưa thì chúng ta có một cái group Facebook thì điển hình như là cái case study đây là cái con cái group mà cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Converse. Thì cái nhóm công khai này là 223.000 thành viên. Quá là đông đúng không? Thì với các những cái tựa game đường dài, ví dụ như tiếp theo như là ở trong Crypto như là cái con Rockbox, uh, con Sandbox hay là con Mana đó Đó, nó muốn phát triển mình vẫn Thì đầu tiên á, thì nó phải cần à, uh, Backer khủng chắc chắn rồi ha Thì khi mà chúng ta có Backer khủng Chúng ta sẽ tạo được cái niềm tin Cho các cộng đồng cũng như là Các nhà đầu tư, nhà đầu cơ và khi mà có được cái lượng lượng bách uh, backer khủng như vậy nè thì họ sẽ chắc chắn họ sẽ hướng đến chiến dịch gọi là marketing đến cộng đồng mà khi mà marketing đến cộng đồng mà fail một cái á, cho dù cái game này hay thì nó cũng không thể nào mà nó tồn tại được, đúng không? Thì cái cách tiếp cận ở năm 2022 này người ta hướng đến cái gì cả nhà Đó chính là hướng đến một cái game gui Một cái game gui, một cái cộng đồng thật là to, thật là bự, thật là lớn lao Và cả nhà có thể là tưởng tượng thử nha Nếu như mà cái cộng đồng Liên minh huyền thoại confession này chọn uh, vào ở trong một cái game gui ở trong Discord Thì cái lượng user nó như thế nào vậy nha? phải nói là siêu khủng khiếp đúng không thì cái lợi ích khi mà có một cái game vui discord như vậy á thì chúng thì nó sẽ cung cấp cho những cái dự án muốn connect với là cái discord này một cái lượng user cực kỳ lớn đó đầu tiên là cái lợi ích như vậy và cái thứ hai là tất nhiên ở trong một cái cộng đồng lớn như vậy thì chúng ta sẽ có những cái chuyên gia, những cái người mà đưa ra những nhận định về xu hướng, về trend, về phân tích của mình và những cái chiến thuật, những cái giáo án, những cái bí kíp cho những cái người user basic cơ bản nhất. Rồi sau đó là những người đó cứ học, học 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 hỏi hàng ngày rồi sau đó là họ trở thành chuyên gia và rồi chuyên gia lại hướng dẫn cho những người basic nó rất là bổ ích thật Và cái uh, tiếp theo đó, đó chính là Một cái con game như ví dụ như là Những cái con game mới đây uh, Mà thành công như là Con Tenta hay là con ac đó Thì khi mà uh, Tương tác với lại là cái cộng đồng game vui Thì nó sẽ được được Rất là nhiều người biết đến uh, Truyền tay nhau Và cả nhà cứ hiểu nôm na rằng là Một đồn mười, mười đồn trăm Trăm đồn ngàn, ngàn đồn mười ngàn Mười ngàn đồn trăm ngàn rồi đến 1 triệu 10 triệu 1 tỷ ha đó thì cả nhà thấy là cái 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 trên năm nay thì sơn nhận định chắc chắn sẽ là cái game vui này đó thì cả nhà có thể là đưa ra ý kiến của sơn cho sơn ở phía dưới phần mô tả mô tả ha <laughs> đó rồi chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo cái phần này á là cái phần mà khi mà chúng ta đã vào ở trong discord chúng ta đã vào ở trong những cái telegram chúng ta theo dõi họ thì lợi ích khi mà chúng ta tham gia những cái game vui này là được cái gì đúng không thì cái khi mà lợi ích khi chúng ta được tham gia thì chắc chắn là chúng ta sẽ được support rất là thường xuyên và cái thứ hai á là chúng ta sẽ được xin xin xỏ. Thì thông thường cái xã hội ngày nay khi mà chúng ta uh, xin chúng ta muốn họ làm một điều gì đó cho chúng ta thì chúng ta ít nhất là chúng ta phải trả phí cho họ hoặc là bạn bè nể nang lắm thì mới giúp đỡ thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta vào trong Discord này thì thường thì rất là những cái chuyên gia ở trong cái nhóm này thường họ rất là welcome. Welcome. Thì cả nhà có hiểu là nếu như mà chúng ta tham gia vào cái blockchain này thì chúng ta sẽ được biết thêm về cái kiến thức crypto, biết thêm những cái uh, ví qua để chúng ta giao dịch, biết thêm rất là nhiều thứ hơn và chắc chắn rồi xu hướng sau này sẽ là metaverse và game GUI nó sẽ gắn liền chung với nhau và cả sơn kể cho cả nhà một cái con case study điển hình như là cái con tetanina thì nếu như mà ban đầu chúng ta muốn tham gia vào con game á, thì chúng ta phải bỏ tiền ra chúng ta lên chợ chúng ta mua những cái hộp bốc à, và số tiền nó không hề nhỏ nha đối với những người mà bạn sinh viên hay là học sinh hay là những người nào đó uh, còn nhỏ tuổi á, đó thì việc mà để uh, nạp vào uh, năm trăm rưỡi đô giống như sơn là mấy bữa sơn nạp được cái con uh, súng đi đó thì nó là là một cái điều mà chứ chắc là mình ơn nó được kiếm được tiền mà là mình còn lại rủi ro nữa đúng không đó thì hầu hết á um, tất cả những cái tự game mà liên quan đến crypto thì chúng ta phải bỏ tiền ra để chúng ta tự trải nghiệm nhưng mà khi mà chúng ta vào ở trong những cái hội nhóm game vui uh, Discord á thì thường á thường á thì phổ biến nhất hiện nay là những cái học sinh á thì sẽ được những nhà đầu tư, nhà đầu cơ uh, họ đầu tư vào game vui, họ mua họ mua bốc, họ mua tướng cho mình rồi sau đó là uh, uh, khi mà chúng ta làm ví dụ uh, nói nói dễ hiểu là chúng ta cày thuê đi, uh, chúng ta làm school uh, school lap á thì chúng ta sẽ được uh, chia cái phần trăm hoa hồng. Ví dụ như là um, ở trong My Gaming đi. À, thì họ chia cái phần ISS uh, hình như là 50 50. Đó và uh, Mi4 thì uh, họ cũng có chia thì cái này thì cả nhà hãy vào cả nhà hỏi. Họ thì uh, họ sẽ thường thì họ sẽ trả lời những cái chuyên gia họ sẽ trả lời cho kỹ càng hơn với lại sâu hơn ha. Thì cả nhà có thể thấy được rằng là cái tiềm năng, cái tiềm năng ở cái giai đoạn này về những cái con game này thì uh, mình vào mình sẽ được lợi ích như vậy. Đầu tiên là kiến thức, thứ hai là chúng ta sẽ được uh, cày thuê kiếm tiền đó nói chung là như vậy nói cho một cách gần gũi hơn là cho cả nhà dễ hiểu hơn ha thì những cái nhà cả nhà có hiểu rằng là những cái nhà mà đầu tư đầu cơ thường thường họ có rất là nhiều tiền thì những người nhiều tiền như vậy thì thường họ không có thời gian họ chơi nhưng mà họ muốn đầu tư thì họ cứ ném đó cho game vui rồi game vui là những chuyên gia trên xe uh, xuống rồi xe xuống rồi sau đó là xe uh, cho những người cày thuê, những người scholarship đó thì uh, chia lại phần trăm đó ăn chia phần trăm với nhau đó. các cả nhà hiểu không? Đó, thì những cái con tự game điển hình như là ở giai đoạn hiện tại như là con Mi 4 nè, con ss nè, như là con Theta nè và mới đây này là con Step, con Step này thì uh, cái lúc lít là nó 0.1 đó, bây giờ nó lên là 0.6 rồi và nếu như mà mà anh em và cô bạn gì á nếu mà nếu mà vào á thì thực sự ấy, thà mình à, chạy nước miếng đừng chạy nước mắt nha tại vì sao? Tại vì đây là sẽ là một cái trend năm 2022 và tất nhiên là những cái đội cá sơn nhận định rằng là họ sẽ bơm cái con này lên đâu đó vốn hóa hàng tỷ đô à, thì thì à, à, thực sự thực sự là cái trend này nó 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 sẽ là cái trend tiếp theo ở giai đoạn hiện tại ha đó và tất nhiên là những cái trend như thế này thì chắc chắn là phải cần game vui nha phải cần game vui để tương tác đó để thu hút user và cả nhà có biết thể biết á, là sơn là một trong những vận động viên marathon à, vận động viên marathon thì cả nhà có thể thấy là được rằng là những cái chia sẻ của sơn ở trên cái kênh youtube à, sơn có là mỗi ngày là như như hai bốn sáu và sơn sẽ chạy năm cây số và sơn tập những cái bài bổ trợ và đến ba thứ ba với lại thứ năm là sơn sẽ chạy mỗi ngày 21 cây như là hôm nay là buổi chiều nay sơn chạy 21 cây nữa nè đó thì sơn sẽ chạy liên tục như vậy thì cả nhà có biết cái lượng user mà chạy marathon rất là đông trên thế giới này và ở cái giải 27 tháng 3 này á, khi mà Sơn tham gia thì có tới tận 4.000 người tham gia ở cái quần đảo Marathon Tiền Phong thì cả nhà có thể thấy nếu như mà cái trend này nó bùng nổ nó thu hút được cái lượng user thì cả nhà thử hỏi đi nó cực kỳ kinh khủng đúng không yes nó kinh khủng khiếp luôn và sơn nói là sơn nói ở hiện tại thôi sơn nói đến tương lai nó xa quá nhưng mà mình sơn nhìn nhận được sơn nhìn nhận được cái luồng gió cái luồng gió đó nó sẽ thu hút rất là nhiều các user run n chạy vào ở trong cái nền tảng blockchain này và đặc biệt đây là cái con My Gaming thì hiện tại nó đang hỗ trợ AC Mi 4 với lại Step này và đặc biệt là những người người nào mà đam mê chạy thì cái đó là tương lai thì thôi mình bỏ qua bây giờ mình sẽ đến cái phần thứ tư. Những cái game vui lớn nhất hiện tại thì những cái social của họ thì sân để ở dưới phần mô tả cho cả nhà để cả nhà có thể hiểu hơn về họ và cả nhà John vào cả nhà đọc cả nhà tra cứu cả nhà inside cả nhà phân tích thì cả nhà sẽ hiểu hơn từng cái game vui thì họ có những điểm mạnh điểm yếu nào ha <laughs> và cái game vui mới gần đây mới nhất nổi nhất đó chính là Aisin A à, với những cái quỹ backer khá là nổi tiếng và link Discord Telegram Twitter, YouTube, Sơn sẽ để ở dưới cho cả nhà nha Và cái sứ mệnh của họ ở đây đó là họ sẽ là cái blockchain game vui lớn nhất à, Và họ sẽ giúp đỡ hàng à, chục nghìn người chơi những người đam mê blockchain bằng cách cung cấp các cơ hội học bổng và giáo dục cộng đồng cũng như là các sản phẩm phần mềm blockchain đó nói chung là họ muốn tạo ra một cái giá trị gì đó cho những cái thành viên những cái người đam mê blockchain tham gia vào ok rồi và cái game vui thứ hai lớn thứ hai thì ở đây là cái game vui này cực kỳ uy tín đây là cái con My Gaming thì hiện tại nó đang hỗ trợ AC Mi 4 với lại step nè step chạy nè ha cái tầm nhìn của My Gaming á đó, đó chính là dân chủ hóa quyền truy tập cập xã hội và tài chính trong Metaverse và với sứ mệnh tiếp cận, giáo dục, trao quyền cho 100 triệu công dân Metaverse tiếp theo thông qua blockchain thì Sơn nghĩ là nếu mà dự án Parallel thành công thì cái tầm nhìn của MyGaming sẽ được đáp ứng Và cái con Lab này thì cả nhà có thể thấy được rằng là đây là một trong những cái cộng đồng truyền thông xã hội năng động giúp cho các dự án tiền điện tử phát triển trực tuyến với thiết kế đồ họa độc đáo và thu hút và sang trọng cùng các clip giới thiệu cũng như video đánh giá trên YouTube. Con lát giúp đưa các dự án của đối tác đến với cộng đồng rộng lớn một cách trực quan nhất. Thì những cái social của họ Sơn để ở phía dưới cho cả nhà ha. Thì cái đây là cái link Discord của họ nè. Ờ à đây, Discord của họ đây ha. Đây. Rồi. À rồi À, Sơn chia sẻ thì video nói xương xương cỡ tầm 15 phút rồi ha, à, chứ để ra quá nó dài thì cả nhà không có xem được. À, tổng kết của Sơn ở đây á thì à, à, game vui chắc chắn sẽ mang lại rất là nhiều giá trị và có ý nghĩa rất là lớn cho thị trường game MST này. Sơn tin rằng à, game vui sẽ ngày ngày phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa ở trong tương lai và Sơn hy vọng, à, Sơn hy vọng rằng là À, sắp tới sơn sẽ làm rất là nhiều video về game vui để chia sẻ cho cả nhà những cái game vui mà cực chất ở bên trời Âu như thế nào ha cảm ơn cả nhà rất là nhiều.